Rồi chào mọi người nha. Tới tổ ong là tổ thứ ba mọi người. Sớm giờ 2 ổ nha mọi người. Tổ ong nó bự rồi nè mọi người. Nằm sát dưới đất dưới gốc tràm luôn nè mọi người. Có thằng tổ ong khủng luôn. Để mình sang đồ bắt nha mọi người ơi. Sớm giờ bắt 2 ổ rồi. Tổ ong dùng nó khủng thiệt mọi người. Quá trời con già luôn rồi. Kinh điển tổ ong luôn nha mọi người ơi. Rồi để hồi để cho em mình vô bắt nha mọi người. Sẵn đồ đang sẵn đồ. Mình cách nó có 1 mét là không dám lại gần nữa nha mọi người. Rồi. Trời ơi. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ nha. Này trong rừng tràm nha mọi người. Đang chuẩn bị đồ nè. Nhân vật chính trong vai tỳ nữ. Coi kỹ ở tôi có lủng không nè. Không rồi. Tôi không lấy thun bột rồi. Không, tôi này không lủng. Tôi lủng rồi, tôi nãy không lủng thôi chứ tôi này không lủng rồi. Sát nhà người ta nha mọi người, chó quá trời sữa rồi. Sát nhà người ta luôn nè. Giờ cái vật này không hết. Con phù này, con phù này xong rồi 3 ổ rồi trời. Hết nổi. Còn nhiều nữa. Quá trời phù này nó rộng. Bốn ổ rồi. Bốn ổ này đúng rồi, ổ này có 4 ổ rồi. Chỉ ngoài đường không là nằm 4 ổ rồi. Này đặt máy dò cái gì thôi. Gắn kim vô đây. Gắn máy quay vô đít gần ông cho nó bay. Rồi tiếp tục xử lý anh em ơi. Đặt máy quay cho em mình lấy. Đây. Rồi, khá là ok luôn. Thank you.
cũng đẹp quá nè. Nó đẹp mọi người. Quá đẹp. Nặng dữ rồi nha. Cắt đây luôn hay không phải cắt? Cắt rồi, giống nhất rồi. Phải kéo kết thúc video rồi mọi người. Đây con gà quay một to con gà hổ này. Cứng rồi. Cứng rồi, cứng rồi. Cứng rồi. Ít này túi nhỏ rồi sao nữa. Túi này mới giữ nè. Túi này kinh khủng luôn. Túi này không à. Nhiều lắm. Này hơn cái túi bự này hơn ngàn. Đúng rồi. Rất thú vị mọi người. Rồi chào các bạn nha. Chúc bạn có ngày mới thật là vui vẻ nha. Cái này vô rừng bắt ong vẽ các bạn ơi. Nè đây là anh Phát. Đại ca nè. Đang sẵn đồ chuẩn bị nè các bạn. Nhá hàng ong vẽ nè. Nè ong vẽ nè các bạn ơi. Mình quay hai lắc các bạn thông cảm nha. Các bạn đừng chê nha. Có ong vẽ và đóng cây càng nhỏ xíu này nè. Này trên đầu mình nè các bạn. Giờ sao Phát mình nè. Mình chặt cho nó xuống đất một xíu rồi nó gom lên giật hả Phát? Hả? Hả sao? À, ôm các bạn, quá trời ôm bự rồi. Bữa nay anh bắt 3 tổ ôm mà dễ hả các bạn? Hả? Cái máy hả? Giờ em giật hay đứng dưới đất giật phải không? Ừ, để chân đây được rồi, sát đây nè. Đây được rồi nè. Về được rồi. Thấy. Rất thấy luôn. Và ổ ong vẽ nằm mới đất mới thấy nha. Chặt cho gói xuống á. Rồi rồi rồi, xong. Ok, vậy là chính xác luôn đó.
chết. À, nó bỏ vô. Anh dỡ lên cho nó chạy, chạy lên trên hết cái anh chính cột sát vô chứ. Ờ dỡ thẳng lên, dỡ thẳng lên. Lên. Bay ra. Tán lên. Anh dỡ đi, đừng dỡ, đừng dỡ, đừng dỡ. Thẳng lên, dỡ lên, dỡ lên tự nữa. Rồi dỡ lên thôi. Ờ vậy tự vô cái này. Luôn luôn. Để cho nó dỡ lên. Kinh phân từ từ. Dỡ đi, đừng dỡ, đừng dỡ. Không có dễ, để đứng thẳng lên, đứng thẳng lên qua. Lũng đây nổ nữa rồi. Cái này lũng nữa nè. Thì cãi chút dầu vô cái kia. Cho đứng như đâu gơ gơ là hai cái à, cột xe đứng lên. Chính phân từ từ cột chắc vô luôn. Em dở dở thẳng lên, dở thẳng lên đi để nó bò xuống coi. Để đại đi cho nó chịu lại. Ừ. Em đẹp rồi. Này dữ không? Trời ơi. Trời ơi. Trời ổ này gần cả gần 2 kg quá lua cân hiện tại giờ là cả 2 kg mọi người. Quá trời nhộng đẹp luôn. Bích ở trong trắng hết trơn rồi thấy không? Tóc cái nhộng. Quá đẹp luôn. Ồ. Quá trời nhộng đã luôn. Từ nhỏ xíu mà tầm tầm bể hết miếng hả ta, hả là miếng này nó dựa cái chàm hả? Dựa chàm á. Ồ cái thế này đẹp, đẹp ghê, miếng nhọn đều mà đẹp anh làm chết. Rồi cắt thúc video đây nha mọi người, rồi đẳng tới ô đẳng rồi coi mình bắt được quay cho mọi người. Đó. Xem nha.